Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 6K4, mở ngày 24 tháng 6 năm 2023. Giải 8 100.000 đồng mang số 37, giải 7 200.000 đồng có số 199, giải 6 400.000 đồng có số 4567. 0948-8454, giải 5 1 triệu đồng có số 8676, giải 4 3 triệu đồng có số 05805-44056-92744-61088, 70874-34834-29183, giải 3 10 triệu đồng có số 14601-78027, giải nhì 15 triệu đồng có số 86029, giải nhất 30 triệu đồng có số 80858, giải đặc biệt 2 tỷ đồng có số 916974. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn. Kết quả xổ số kiến thiết Long An hàng tuần được đăng tải trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, bao gồm website www.la34.com.vn, fanpage YouTube, TikTok Long An TV.